Hello guys, it's me again. I'm Trang from Amang English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Amang English. Và hôm nay Trang cũng quay trở lại với chuỗi series học đánh vần tiếng Anh. Và hôm nay đó chính là quy tắc số 24, từ có chứa IN ở đầu. Ok, trước khi mà vào video clip thì mọi người đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các bài học hay và hữu ích từ Thanh nhé. Alright, so let's get started! Thanh muốn bật mí cho mọi người đó là nếu mà mọi người biết cái quy tắc này thì mọi người sẽ đọc đúng 476 từ. Alright, một con số cũng không quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít đúng không? Rồi, so how to pronounce these words? Thường mọi người hay phát âm những cái từ này như thế nào nhỉ? Ok, mọi người cùng phát âm thử với Thanh nhé. Từ đầu tiên đó là từ gì nhỉ? À đúng rồi, hình ảnh là hai bên đang đấu nhau đúng không? Yes, cái từ này là từ xâm lấn. Ok, xâm lấn chiếm và xâm lấn. Vậy thì how do you pronounce? Yes, ok. Có phải mọi người hay nói là invade? Yes, mình sẽ đọc là invade. Invade, great, next one. Tiếp theo mình có cái từ bừng sáng kiểu tiểu à yes phát minh đúng không, mình sẽ có từ phát minh, mình sẽ đọc là yes, mình đọc là invent. Invent, next one. Và từ cuối cùng mình có từ ok, mình có từ đầu tư đúng không, mình sẽ đọc là invest. Invest, invest, right. Mọi người chú ý Thanh, ở đây chữ in ở đầu câu mình đọc là gì nhỉ? Invade, invent và invest. Tức là ở đây IN mình sẽ đọc là âm I, âm IN đúng không? Âm IN. Và nhớ là mình sẽ không nhấn trọng âm, mình thêm dấu huyền vào IN. Alright. Vậy thì quy tắc cụ thể ngày hôm nay đó là quy tắc số 24. Nếu mà các bạn có gặp vào từ có hai âm tiết mà chứa với cái chữ IN đứng ở đầu câu á, thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Cái này rất là tương tự với quy tắc số 23 đúng không? Nếu mà ai chưa xem video clip quy tắc số 23 thì mọi người có thể quay trở lại kênh YouTube của Ama English để xem lại quy tắc số 23 nhé. Rồi, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm thứ hai và chữ IN sẽ được ghi âm là âm IN đúng không? Chính vì trọng âm vào nguyên âm thứ hai không rơi vào âm IN đó, cho nên là khi mình đọc mình sẽ thêm dấu huyền vào âm IN đó để đọc cho nó hay hơn nhé. Cho nên mình sẽ đọc là IN, 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 great. Ok, so how to pronounce the word at the sound E? Ok, vậy thì cách mà mình phát âm cái âm I này như thế nào thì quy tắc trước Thanh cũng nhắc rất là nhiều rồi. Hôm nay thì sẽ đưa lại thôi. Cái âm I này thì nó sẽ ngắn hơn I trong tiếng Việt. Và lúc mà mình phát âm á, thì mình cứ mở miệng vừa phải thôi. Ok, và khi mà phát âm thì mình sẽ cho hai cái miệng căng ra một xíu rồi quay trở lại về luôn. Mình sẽ phát âm là E, 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 E. Nó ngắn hơn trong y tiếng Việt đúng không? Yes, ok. Rồi thì đó là cách phát âm như vậy. Nếu mà anh muốn xem chi tiết cụ thể hơn thì cũng quay trở lại các video clip trước. Bởi vì đây là một chuỗi các bài giảng học về đánh vần tiếng Anh. Nên là những cái âm nào mà Thanh đã hướng dẫn rất chi tiết từ các video clip trước rồi ấy, thì Thanh ít khi nhắc lại. Thanh chỉ hướng dẫn và nhắc mọi người quay trở lại các video clip trước để xem thôi. Alright, để chúng ta tiết kiệm thời gian nhé. Rồi, next one. Bây giờ đi ngay vào cái phần luyện tập của người Thanh nhé. Cái này mình đọc là gì nhỉ? Yes, trong từ có hai âm tiết mà trọng âm rơi vào âm trong từ có hai âm tiết mà xuất hiện IN đứng đầu câu thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đúng không? À, ở đây mình xuất hiện là C cộng với I mình học rồi đúng không? C cộng với I ngắn thì C phát âm là âm yes, chính xác, C phát âm là S. Cho nên ở đây phải được phiên âm là S đúng không? Cái này mình đọc là inside. 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 Great, next one. Tương tự cái này mình sẽ đọc là gì đấy? In induce, induce, induce. Ok, C cộng E cũng phát âm là SC đúng không? Mình học hết rồi. Next one. Induct, induct, induct. Tiếp. Indulge, indulge. G cộng E phiên âm là âm J, J. Ok, next one. À, mình có xuất hiện ở chữ Q. Ở Q ở đây luôn được phiên âm thánh. Yes, được phiên âm thành chữ cửa, K và chữ W đúng không? Yes, luôn luôn nhé. Rồi, mình sẽ đọc là inquire, inquire, inquire. Yes. Insane. Nhiều người đọc cái từ này là insane ấy. Nhưng mà cái âm này là âm A. Mình học rồi, A cộng một phụ âm cùng E thì A phát âm là âm A đúng không? Mình sẽ đọc là insane, insane.
Insane. Great. Next one. Inscribe. 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 Yes, good job. Intend. 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 Ok. Rồi, dễ đúng không? Rồi, đi tiếp cho Thanh cái phần luyện tập số 2 luôn nhé. Rồi, how to pronounce the words. Mọi người phát âm những cái này như thế nào nhỉ? Đáp án cùng Thanh nào. The first one. Yes. Intense. 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 Đúng không? Intent. 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 Hai cái từ này nó khác nhau ở cái phần ending sound, tức là cái âm cuối mọi người nhá. Cái này intense. Còn cái này được ạ? Intent. Intent. Great. Intrude. 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 Invade. A cộng một phụ âm cộng E thì A sẽ được phiên âm là âm A, đúng không? Mình sẽ là invade. Invade. Invent. Invent. Invest. Invest. Incline. E cuối từ câm. Incline. Incline. Include. 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 Ok, yes. Bài hôm nay rất là dễ đúng không? Bởi vì nó cũng tương tự cái quy tắc số 2, à, quy tắc của bài trước. Ok. Và như mọi ngày thì Thanh sẽ dành cho mọi người cái homework, một cái phần bài tập về nhà nho nhỏ để chúng ta có thể luyện tập thêm, luyện tập về cách đọc phiên âm cũng như là luyện tập các quy tắc mà chúng ta đã học được chưa? Nếu mà từ nào mình có thể ghi được phiên âm của nó thì mình nên ghi ra sau đó mình mới đọc. Alright. Rồi, that's it for today. I think that this video is useful for all of you. Thanh nghĩ rằng video clip này sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người bởi vì nó sẽ phục vụ cho cái mục đích học phát âm của mình. Được chưa? Trước khi mà kết thúc video clip thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Am English để đón chờ rất nhiều các video clip hữu ích từ Thanh nhé. Rồi, ok. Sắp tới, sau khi mà kết thúc cái chuỗi video clip về học đánh vần tiếng Anh này thì Thanh sẽ có một chuỗi video clip về học từ vựng. Cách thức học từ vựng như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ có một loạt các series, các cái bài tập, các cái chuỗi video clip về học từ vựng theo chủ đề. Vậy thì nếu mà mình, các bạn đang ở ngành nghề nào, các bạn muốn Thanh làm chủ đề từ vựng về các ngành nghề đó thì mọi người có thể comment phía bên dưới để Thanh lên content và Thanh sẽ làm video clip cho mọi người nhé. Video clip thì nó sẽ không chỉ là chia sẻ cách đọc hay là như thế nào đó mà mình sẽ có một hệ thống, mình sẽ có một hệ thống bài giảng liên tục ít nhất là trong vòng 30 ngày. Sau đó mình sẽ có cái phương pháp học sao cho hiệu quả và cuối cùng là mình sẽ có phần luyện tập ở nhà cũng như là các bài tập áp dụng thêm để áp dụng những cái từ vựng đó vào trong cuộc sống và trong cái lĩnh vực đấy như thế nào. Alright, so see you next time. Bye.